Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn cái dự án Playpa ấy. Còn Playpa thì nó có cái chương trình whitelist đấy. Thì hôm trước mà bạn nào đã làm theo mình cái dự án này mà các bạn ấy trúng thì các bạn đã được mua rồi nhé. Nhưng mà mình thì mình không trúng cái private sale này. Bây giờ nó đang có ra một cái chương trình nữa là cho gì nhỉ? Public sale mọi người nhé. Public sale thì nó sẽ dành cho 100 winner rep và 900 random, tức là nó sẽ chọn khoảng 1.000 ví nhá. Và cái total location của nó là khoảng ô location của nó khoảng 220.000 đô la. Đấy, thì min mua của nó là khoảng 50 đến max là khoảng 350 mọi người nhá. Đấy, thì mình sẽ để link ở bên dưới. Tại vì là mình tại sao mình lại biết mình không trúng không? Tại vì là cái dự án này khi mà mình trúng ấy thì nó sẽ gửi cái thông tin nhá. Nó gửi cái thông tin về cho cái email của các bạn và yêu cầu các bạn phải KYC rồi hay là làm gì thì nó sẽ email sau ấy. Đấy, còn cái này thì chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io mọi người nhé. Vào đây thì các bạn sẽ còn 2 day nữa là kết thúc này, thì mọi người cố gắng làm cái dự án này nhé. Thì mình sẽ đây các bạn ơi, cái vòng đầu tiên là bán 0,045 phải không? Bây giờ cái vòng private sale, public sale này thì nó sẽ bán 0,055 nhé. Min là 50 và max là 350 đây. Các bạn ấn vào đây click này. Làm ở trên nền tảng glam.io mọi người nhé. Các bạn mà chưa có cái tài khoản glam.io thì mọi người sẽ phải đăng ký một cái tài khoản nhé. Sau đấy thì chúng ta sẽ ấn vào cái link mình để bên dưới video phần mô tả hay là phần hiển thị thêm ấy. Thì các bạn sẽ ấn vào, đấy, sau đấy login vào tài khoản của mình. Sau đấy thì chúng ta sẽ click vào đây một cái đây. Flow, cái này thì mình đã flow rồi. Đấy, nó sẽ tích V cho các bạn thôi. Cái này cũng like này, like cái chuyên này thôi nhá, không cần phải làm gì nhá. Mong là cái vòng public sale này mình trúng. Đấy. Chứ vòng private là mình thua rồi. Đấy, like thôi nhá. Rồi, red chuyên cái này. Bực mình ghê cơ đó, không có trúng luôn. Mình chờ email mà không thấy là coi như hết hy vọng rồi đấy. Có là nó gửi về email luôn đấy mọi người ạ. Đấy, vì thế là chúng ta đã không có rồi. Latrine. Ở đây thì mọi người continue. Wallet, chúng ta sẽ dán cái web 20 của mình vào nhá. Ví mà chúng ta kết nối ví MetaMask nhá. BSC MetaMask. Ở dưới thì có rất là nhiều nhiệm vụ này, visit này. Thì click thôi, visit không cần phải làm gì cả. Đấy, tiếp theo là chúng ta join cái Telegram này nhá. Hôm trước không biết mình theo ở đâu nhỉ? Thử xem là mình theo ở đâu nhá. Mình theo ở đâu thì mình khỏi phải theo nữa ấy, tại vì là mình đã theo rồi. Đây đây đây. Ok, theo rồi. Ấn vào username thôi. Username của mình là gì nhỉ? Unpenny, Unpenny. Đây. Unpenny 1983 nhé. Ok chưa? Cái này tiếp tục cũng làm y chang nha. Đấy, hôm trước ấy hết rồi mà. Làm hết rồi đó, hôm trước ấy Flow Medium dán vào tên. Nói chung là mấy cái dự án này chủ yếu theo dõi mạng xã hội, sau đó là khấn thôi mọi người nha. Mong là chúng ta sẽ may mắn và trúng vào top 1.000 bạn để có thể được mua. Các bạn ấn vào đây. Dự án này cũng ngon đấy mọi người ạ, các bạn cứ chơi đi. Đấy, chúng thì cũng thử 50 đô để xem xổ số thế nào. Lâu lâu cũng phải làm một kèo xem thế nào mọi người ạ. Để xem cái số của mình nó còn ra sao. Đấy, một số bạn thì cứ mất 1-2 đồng đã kêu gào lên rồi. Trời ơi. Free thì bảo là scam, không trả đâu. Đấy.
Các bạn chọn cho mình là 350 nhé, tại vì ở đây này, min 50 và max 350. Thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ copy lại link nhé, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Khi mà nó thông báo thì nó sẽ thông báo về cái email các bạn đã đăng ký ở đây nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.